Có thể nói không một ai có thể thân thiết với nhau mà không va chạm hay tiếp xúc về mặt cơ thể. Muốn hai người trở nên thân thiết hơn, hãy va chạm. Vì mỗi khi va chạm thì cơ thể của chúng ta sẽ tiết ra một loại hormone đó là endorphin. Nó sẽ giúp cho cả hai cảm thấy hạnh phúc. Va chạm ở đây là va chạm về mặt cơ thể. Đó có thể là cái nắm tay, cái ôm hay cái hôn. Dẫn một cô gái đi chơi thì nhất định phải tìm những nơi hiểm trở. Lúc đó bạn tha hồ mà nắm tay cô ấy dắt qua những mép đá treo leo. Hoặc khi đi dạo phố, nhớ tìm những con đường đông xe. Tận dụng lúc băng qua đường, một tay bạn nắm lấy tay cô ấy, tay còn lại bạn giơ lên cao, quơ quơ như thể bạn đang dắt một đứa trẻ băng qua một con đường đầy nguy hiểm. Có một thứ vũ khí còn lợi hại hơn nữa, đó là sử dụng ngay chiếc điện thoại của mình. Đây cũng là cách mà tôi hay dùng và đã chứng minh được tính hiệu quả của nó. Đó là hãy sử dụng điện thoại của mình để chụp hình tự sướng với đối tượng của bạn. Vì thường ít ai từ chối việc này. Lúc đó không khó để một tay cầm máy, một tay đặt lên eo nàng. Có thể nói không một ai có thể thân thiết với nhau mà không va chạm hay tiếp xúc về mặt cơ thể. Nếu bạn có một anh bạn trai đã quen nhau lâu mà chẳng thấy anh ấy va chạm gì thì rất có thể. Từ lâu anh chỉ xem chúng ta như hai chị em. Một lưu ý khác, kỹ thuật này không chỉ áp dụng với những cặp đôi đang tán tỉnh nhau, mà cả những mối quan hệ khác nếu bạn muốn thân thiết với họ. Nếu bạn bán quần áo, có một khách hàng đi vào shop thì hãy tận dụng lúc thử đồ để va chạm với họ. Hãy giúp họ chỉnh sửa sửa cái cổ áo, gài cái khuy áo hay buộc dây giày cho họ. Chắc chắn khách hàng sẽ cảm thấy nhân viên ở đây thật là nhiệt tình. Khi thấy một cô gái đang khóc, hãy đến gần và úp bàn tay lên mu cô ấy. Nói lại, khi thấy một cô gái đang khóc, hãy đến gần và úp bàn tay lên mu bàn tay cô ấy. Cô ấy sẽ cảm thấy ấm áp vô cùng và biết ơn bạn. Lưu ý quan trọng sau cùng, bạn phải thật cẩn thận khi sử dụng kỹ thuật này. Hãy để sự va chạm diễn ra một cách khéo léo và tinh tế. Tránh va chạm lộn chỗ là nó quýnh ba má nhìn không ra luôn đó.